Mụ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ có một mẫu xe bản full của chiếc xe trong phân khúc hạng B kiểu dáng sedan để anh chị và các bạn có thể là quan tâm và lựa chọn chiếc xe Honda City phiên bản RS sản xuất là năm 2022 làm bánh quãng đường là 2,3 vạn km xe có trang bị đầy đủ những cái tính năng công nghệ an toàn cũng như là tiện ích của chiếc xe đơn vị bán xe ra thì có cam kết cho anh chị và các bạn là không ngập nước không đâm đụng bao rút hồ sơ cũng như là có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu bảo hành 6 tháng hoặc 10.000 km về động cơ máy móc Đấy, những đường led chi tiết tổng quan của chiếc xe thì em sẽ quay cho anh chị và các bạn có thể tham khảo chiếc City RS 2022 đang có mặt tại cửa hàng Bảo Châu Auto số 388 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để mình có thể trải nghiệm thực tế anh chị nhé. những chiếc xe đầu vào của cửa hàng kiểm tra rất là kỹ càng các hạng mục rồi. À, những cái chi tiết nổi bật ở phần đầu xe như hệ thống đèn full LED này, hệ thống mâm hợp kim, à, phay xước có hai tông màu, à, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, mở cửa thông minh, cánh lái cánh phụ, dán kính thảm trải sàn được trang bị đầy đủ. ở phần à, đuôi xe thì nó sẽ có những cái chi tiết là cánh gió thể thao này rồi là những cái chi tiết là tính năng an toàn hệ thống cam lùi với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe này thì nó vô cùng rộng rãi mang lại cho anh chị và các bạn một cái không gian chứa đồ để mình có thể chứa được nhiều đồ ở phía sau này nếu để mà di chuyển trong phố cần một cái mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu thì để em nghĩ đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cảm giác lái cũng khá tốt độ cách âm cũng như là mang lại cái trải nghiệm tuyệt vời cho anh chị và các bạn nốt sơ cua vẫn còn mới nguyên đây thùng cốp tất cả các chi tiết đều đánh giá được là không hề có hiện tượng bị đâm va hay thế thế gì cả với những tính năng an toàn của chiếc xe thì nó có trang bị sơ qua như là hệ thống phanh trước thì là trang bị phanh đĩa phanh sau là thang chống hệ thống chống bó cứng phanh ABS rồi là hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành căng dốc cảnh báo phanh khẩn cấp này cũng như là hệ thống nút bấm của chiếc xe sử dụng là để lốp start up, Đấy. với không gian chứa ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì nó có một cái không gian rộng rãi nhất trong phân khúc, ngồi thoải mái cho ba người ngồi, với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe cực kỳ tuyệt vời, với mức tiêu hao nhiên liệu rất là ít rồi, Đấy. ghế ngồi thì với những cái chi tiết tạo hình như là lỉ này kết hợp với da lộn này, với hệ thống da Đấy. tạo lên cái vẻ lùi bật khi nhìn vào nội thất bên trong, cửa gió điều hòa trung tâm, bệ tỳ tay cũng được trang bị đầy đủ ở chiếc xe này thì nó sẽ không được trang bị cửa sổ trời anh chị nhé so với những cái mẫu xe Hàn thì nó sẽ được trang bị nhiều cái tiện ích hơn như là cửa sổ trời và một số tiện ích khác nữa ở à, với những dòng xe của người Nhật thì nó thiên hướng đến cái sự thực dụng vận hành cũng như là mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng đây là cái độ bền độ bỉ thì được đánh giá cao đây là những phần keo chỉ đinh tán hay là những phần hệ thống phím bấm chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất mới Xe thì vẫn còn chế độ bảo hành của hãng Phun lịch sử bảo dưỡng tại hãng Nên anh chị và các bạn có thể yên tâm và check kiểm tra Đấy, Những Đường nét chi tiết bậc lên xuống ghế ngồi Các đường nét thì có thể đánh giá độ hao mòn Hay là vi năm sản xuất của chiếc xe đây Với thông tin của chiếc xe thì em luôn minh bạch rõ ràng Không khai rõ ràng thông tin Để các bác có thể dễ dàng cân nhắc lựa chọn List các danh sách cửa hàng mình đang có nhu cầu cần tìm hiểu Để sau đó mình đến qua xem xe với hệ thống vô lăng của chiếc xe thì nó tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và phía sau vô lăng thì nó cũng có một cái lẫy chuyển số thể thao này, cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn. Màn hình thì được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn cùng với điều hòa tự động. Đấy. Cần số này, phanh tay cơ. Tất cả các chi tiết vẫn còn rất đẹp anh chị nhé. Màn hình cảm ứng của chiếc xe sử dụng là 8 inch. Có kết nối USB, Bluetooth hay là điện thoại thông minh ra lệnh giọng nói đầy đủ và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể xem qua về khoang động cơ cũng như là xem là xe nó có bị đâm va hay thay thế sửa chữa gì không thì các bác có thể nhìn qua những cái đường led như là hệ thống đầu tiên ta sẽ nhìn về phần nắp cabo để biết được cái phần nắp cabo là có bị đâm va hay thay thế gì không này sau đó anh chị và các bạn có thể nhìn qua những đường ống két nước những phần ốc chân máy ốc mặt máy hay là những phần À, keo mặt máy để có thể đánh giá được là máy có bị bổ hay không Đấy, điểm chi tiết của chiếc xe thì em luôn quay đầy đủ rõ ràng anh chị và các bạn kết bạn zalo em sẽ gửi chi tiết cho các bác Honda City RS 1.5 sản xuất năm 2022 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn mức giá 538 triệu giá lại thì em còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu có hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe anh chị bạn chỉ cần chuẩn bị trước cho em khoảng 200 triệu là mình có thể nhận xe rồi và em đã giới thiệu sơ qua tổng quát cho anh chị và các bạn rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán